Tại km 1028 200 quốc lộ 1A xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Bình Định bắt đối tượng truy nã là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trốn trên xe khách. Đối tượng Nguyễn Đức Tuân, 50 tuổi, ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, đang đi trên xe khách của nhà xe Hải Hoàng Gia từ tỉnh Nghệ An vào Nam đã bị Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ được biết nguyễn đức tuân là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản thăng long len bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định ra quyết định truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn đức tuân ký kết hợp đồng mua bán đất nền phục vụ dự án cao tốc phan thiết dầu dây với một cá nhân khác sau đó chiếm đoạt tiền